Hello mọi người nhá. Chào mừng tất cả anh chị đã quay trở lại với em Thương Gỗ Quý nhá. Và hôm nay lại tiếp tục em lại review cho anh chị các bạn xem một cái gốc trắc đỏ đen này. Gốc này là tinh lõi luôn anh chị các bạn nhé. Tinh lõi là chuyên dụng có hết này. Giá này cực đẹp luôn. Cùng đây là 18,5kg anh chị các bạn nhé. 18,5kg. Rồi em sẽ xoay một vòng cho anh chị các bạn xem này. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây cục đây là kích thước chiều cao lên đến đây là 78 các bác nhé. 78. Đường kính ở đây thì gần như là 24 tròn. Gần được 24 tròn thôi chứ chưa được các bác nhé. Rộng chỗ đây là được 22 này. Đấy. À, cái nhánh này đây là được 12 này. Đây chỗ đây là được 18 này. Đấy, và chỗ đây được 13. Cực đẹp luôn. Đấy. Mặt đây là được 23 này. Đây là cái vết lõm của nó thôi nhé, chứ không có sâu sam bọng bẹo thế này chị các bạn nhé, không có sâu sam bọng bẹo, rất là đẹp. Hàng này giờ là hơi bị hiếm đấy anh chị các bạn nhé, hơi bị hiếm luôn rồi đấy. Đấy, đây còn ôm tí đá này các bác này. Rồi cho các bác xem cái đế này. Đây đế thì đặc luôn nhé, không có một cái gì hết. Đấy, đây là đi làm dời mưa là nó thấm nước đây thôi, chứ còn không có sâu sam bọng bẹo hết anh chị các bạn nhé. Đế đặt luôn. Tiếp lên cái dáng này nữa là trời. Quá đẹp chưa các bác? Các bác thấy đẹp không? Thơm đấy các bác, thơm ngọt luôn. Là ok, anh chị bạn nào thiện chí thì cứ liên hệ cho em số điện thoại 0338918991 nhé. Mọi chi tiết là em sẽ giải đáp hết. Rồi ok, anh chị bạn nhớ xem video và ấn đăng ký ủng hộ cho em nhé. Like và share. Ok, xin chào mọi người.